có cái gì đó rất là bí hiểm. Mọi người xem nha. Wow, đàn bướm màu vàng màu xanh. Hôm nay mình sẽ có một điều bất ngờ dành cho các bạn này. 1, 2, 3. Wow, thấy gì chưa? Wow, bướm bướm đó, bướm bướm mùn á. Con này nó sẽ từ lúc nó ăn cây mùn tới lúc nó hóa thành bướm thì cũng một thời gian đó. Người đồng bào ở Tây Nguyên người ta hay bắt sâu mùn nè, rồi nhộng mùn nè, làm đồ ăn xào rồi đó. Đây nè, quá trời con luôn nè. Nó rất thích nước, nó uống nước á mọi người. Chỗ nào mà có nước, có độ ẩm là nó sẽ bù vô nó uống nước. Chuẩn bị cho bay lần nữa nè. Đậu xuống nè, chờ coi nó đậu xuống nha. Rồi nó bắt đầu đậu rồi nha mọi người. Mình còn ngồi đây cho nên nó sợ. Nhưng mà người nói sâu con sâu mùn này ăn ngon lắm. Đầu vô để nó hút nước, chắc nó thiếu nước hay gì. Chỗ nào mà có nước có độ ẩm là nó sẽ bù. Quá nhiều.